Chúng ta sẽ có một chủ đề kinh tế khá thú vị. Trong quá trình theo dõi các thông tin kinh tế quốc tế trong năm 2013 thì tôi thấy nổi lên một hiện tượng được gọi tên là Bitcoin. Anh Quang Minh, anh đã từng nghe nói tới đồng tiền này hay chưa? Thú thật là tôi vẫn chưa giao dịch đồng tiền Bitcoin bao giờ. Tất cả những gì tôi biết đó là một loại đồng tiền ảo và giao dịch ở trên Internet. Vâng, Bitcoin hiện nay được coi là đồng tiền của Internet. Thật ra không phải bây giờ thì nó mới xuất hiện. Trên thực tế thì Bitcoin đã xuất hiện trên thị trường tài chính tiền tệ thế giới từ cách đây 4 năm. Nhưng trong năm 2013 thì câu chuyện về đồng tiền ảo này được xếp vào một trong 10 sự kiện kinh tế và cũng là một trong 4 sự kiện công nghệ nổi nhật bật nhất nước Mỹ. Đó là lý do vì sao mà chúng ta chọn chủ đề này cho bản tin hôm nay. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi xem Bitcoin là gì. Bitcoin là gì? Bitcoin là loại hình tiền ảo, có thể dùng để giao dịch mua bán hàng hóa trên Internet. Bitcoin không chịu sự quản lý của bất kỳ ngân hàng trung ương nào và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ và tài khóa. Làm gì để có Bitcoin? Người ta có thể bán hàng hóa trên Internet để thu về Bitcoin, hay có thể bỏ tiền thật ra để mua đồng tiền ảo Bitcoin này. Và còn một cách khác, đó là dùng những siêu máy tính để đào tiền Bitcoin. Bởi đồng tiền ảo này được tạo ra bằng các thuật toán. Cho đến nay đã có 11 triệu đồng Bitcoin đang lưu hành. Lượng tiền ảo này có giá trị tương đương 11 tỷ đô la Mỹ. Chi tiêu Bitcoin ở đâu? Những trang web, nhiều cửa hàng tạp hóa hay cả những quán bia. Ở nhiều nơi chấp nhận giao dịch bằng đồng Bitcoin. Thậm chí có cả những chiếc máy ATM để rút tiền mặt từ tài khoản Bitcoin. Người ta chưa từng thấy một thứ nào tăng giá nhanh như tiền ảo Bitcoin. Hồi đầu năm 2013, một đồng Bitcoin được định giá chỉ khoảng 13 đô la Mỹ. Nhưng đến cuối năm vừa rồi thì giá một Bitcoin đã lên tới 1.200 đô la Mỹ. Thậm chí một khảo sát gần đây trên thế giới còn cho thấy 54% số người sở hữu Bitcoin được hỏi đã tin rằng trong năm 2014 này, mỗi đồng tiền ảo sẽ lên tới mức 10.000 đô la Mỹ. Thật khó có thể tưởng tượng tiền ảo mà giá trị lại cao như vậy. Thì chị Hương Đinh có thể giải thích cho khán giả biết là dựa vào đâu mà người ta lại định giá Bitcoin cao như vậy? Vâng, thực tế là không phải không có những người trở nên giàu sụ và vì Bitcoin, nhưng có điều cần phải nói là giao dịch tiền ảo cũng có không ít rủi ro. Có thể bạn không cầm nắm được nó, nhưng giá trị của đồng Bitcoin thì đã có lúc chạm tới ngưỡng 1 ounce vàng. Trong tuần qua, Bitcoin đã chạm mức giá 1.000 đô la Mỹ. Một trong những lý do vì sao Bitcoin nhận được sự quan tâm lớn đến vậy trong thời điểm hiện nay là nhiều người đang cảm thấy lo ngại rằng các ngân hàng trung ương đang không kiểm soát được đồng tiền của mình. Giàu lên thì Bitcoin, những triệu phú, tỷ phú nhờ đào Bitcoin. Đó không chỉ là những quảng cáo. Truyền thông thế giới năm 2013 rộ lên câu chuyện về một sinh viên Na Uy, Chris Offerkopf, đã kiếm được cả một gia tài trị giá gần 1 triệu đô la Mỹ chỉ từ 27 đô la Mỹ tiền đầu tư ban đầu vào Bitcoin. Hay một người khác, ông Simon, thậm chí còn tậu được hẳn một hòn đảo xinh đẹp 1.000 mét vuông ở Nicaragua nhờ đầu tư vào Bitcoin. Thế nhưng, những hoài nghi về rủi ro với đồng tiền nào còn lớn hơn nhiều. Ở nước Mỹ, các thống kê đã tính ra rằng để đào được một đồng Bitcoin, dân công nghệ lỗ trung bình khoảng 2.000 đô la Mỹ. Đó là chi phí cho những siêu máy tính và đặc biệt là tiền điện. Bitcoin còn là mồi ngon của tin tặc. Mới hồi tháng 11 vừa qua, một vụ đánh cắp Bitcoin trên mạng đã xảy ra với giá trị lớn kỷ lục lên đến 100 triệu đô la Mỹ. Bitcoin cũng đã trở thành công cụ thanh toán cho những thị trường chợ đen trên mạng. Và rủi ro lớn nhất với đồng tiền ảo Bitcoin là nó bị ngân hàng trung ương của nhiều quốc gia phủ nhận. Nếu còn bị nhiều ngân hàng trung ương quay lưng, thì rõ ràng Bitcoin khó có thể ổn định được giá trị. Chay đắng hay quả ngọt, đầu tư vào Bitcoin vẫn còn là câu hỏi. Như vậy tôi hiểu là đến thời điểm này thì nhiều nước vẫn chưa công nhận Bitcoin, và như vậy thì là tôi sợ rằng là nhiều người sẽ coi Bitcoin là một đồng tiền không hợp pháp. Đó là lo xa của anh thôi. Theo những thông tin tôi có được thì Bitcoin là sản phẩm của một nhóm người còn chưa được xác định danh tính. Nó không được điều hành bởi bất kỳ một chính phủ hay một ngân hàng nào. Vì vậy, rõ ràng về cơ bản, nó hoàn toàn chưa phải là một loại tiền tệ hợp pháp. Nhưng như đã thấy ở trên thì quy mô giao dịch hàng hóa thực và nó rất lớn cũng đang tạo ra nhiều tranh luận trái chiều về tính hợp pháp của đồng Bitcoin. Bitcoin, một thứ tiền ảo.
nhưng giá trị của nó thì không thể xem thường. Giá trị Bitcoin tăng vọt sau khi Thượng viện Mỹ quyết định nhìn nhận đồng tiền này như một công cụ tài chính hợp pháp. Thưa Thượng nghị sĩ Cooper, tôi nghĩ đang có một sự đồng thuận lớn về một nền kinh tế ảo, cũng như một thứ tiền tệ ảo. Nhưng có lẽ chỉ có nước Mỹ là hào hứng với đồng tiền ảo này. Ở chiều ngược lại, SCB, Ngân hàng Trung ương châu Âu vừa đưa ra cảnh báo người tiêu dùng về những rủi ro tài chính của đồng tiền ảo Bitcoin. SCB còn đang xem xét liệu có nên kiểm soát Bitcoin hay không. Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy hay ở châu Á là Ấn Độ, Singapore đã phủ nhận trách nhiệm điều hành Bitcoin hay bất cứ loại hình tiền ảo nào. Tại Trung Quốc, chính phủ nước này lo ngại về sự thất thường của đồng Bitcoin và khả năng nó có thể được sử dụng cho mục đích rửa tiền. Bitcoin không được coi là một loại tiền tệ ở đây. Phải nói là cực khó để có thể cấm các giao dịch Bitcoin. Các chính phủ có thể biến nó thành bất hợp pháp, nhưng tôi cho là không cách nào để họ thực sự dừng được các hoạt động mua bán diễn ra. Với hệ thống Bitcoin hiện nay, muốn cấm nó triệt để thì người ta cần phải đánh sập luôn cả mạng Internet. Như vậy là đến thời điểm này thì nước Mỹ đã công nhận Bitcoin, và vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay đó là Bitcoin đã xuất hiện tại Việt Nam hay chưa? Vâng, theo thông tin tôi mới đọc được trên báo chí thì vào đợt tuần này ở tại nước ta cũng đã xuất hiện một số trang web cho giao dịch cái đồng Bitcoin, và nó cũng đã có giá trị ngay 15 triệu đồng cho một Bitcoin. Những diễn đàn mạng về loại tiền ảo này hiện đã thu hút đến hàng trăm lượt người truy cập tìm hiểu và tham gia. Trở lại với câu hỏi lớn nhất của chủ đề này, Bitcoin, cơ hội hay rủi ro? Phóng viên thời sự cũng đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia an ninh mạng về câu chuyện này. Cái tính ổn định của cái đồng tiền này hiện nay là không có. Và có rất nhiều người tham gia vào cái việc mua bán cũng như là chia sẻ cái tiền ảo này. Thì đây nó chính là một cái hình thức là đầu cơ. Những người đầu cơ ấy, khi mà thuyết phục những người khác tham gia vào thì sẽ thuyết phục là đồng tiền ảo này nó tương tự như là những cái đồng tiền như là các loại ngoại tệ, ví dụ như đô la Mỹ hay là đồng euro hay đồng yên Nhật. Tuy nhiên thì như tôi phân tích ở trên thì thực sự là cái đồng tiền ảo này nó có cái giá trị bất ổn và chúng ta không nên tham gia vào. Khi mà chúng ta nghe những cái tư vấn, các cái lời mời chào tham gia với cái đầu tư với một cái lợi nhuận rất là lớn, thì những người đầu tư cần cẩn trọng phân tích xem cái việc đầu tư đó có chắc chắn hay không. Chúng ta sẽ thấy là không có những cái việc đầu tư nào mà cái giá trị lợi nhuận nó lại một cách kiếm được một cách nó dễ dàng. Và cụ thể ở đây thì đối với Bitcoin, đối với tiền ảo thì chúng ta không nên tham gia để tránh cái việc mà bị mất tiền khi mà có những cái biến động hoặc khi có những cái quyết định cấm hoặc là hạn chế từ cơ quan quản lý nhà nước. Vâng, câu chuyện về Bitcoin có lẽ sẽ còn tiếp tục ồn ào trong thời gian tới, không chỉ trên thế giới mà ngay tại Việt Nam. Với những hoạt động trên mạng Internet ngày càng phát triển không ngừng, thì có lẽ vấn đề nghiên cứu và kiểm soát những ảnh hưởng của Bitcoin tới nền kinh tế thực sẽ là bài toán và nhiệm vụ ngay từ bây giờ của các cơ quan quản lý trong nước. Chủ đề về đồng tiền ảo Bitcoin ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin mời anh Quang Minh tiếp tục chương trình. Vâng, xin cảm ơn Hương Linh. Thưa quý vị và các bạn, lợi ích nhóm là gì? Lần đầu tiên, vấn đề lợi ích nhóm